Hai trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài Phạm Thái Hòa, trọng tài số 1 và bà Nguyễn Thị Thúy Hà sẽ là những người điều hành trận đấu ngày hôm nay của chúng ta. Trận đấu quan trọng nhất ở nội dung của nữ tại Cúp Hùng Vương 2024. Ngày hôm nay thì các cô gái LP Bank Ninh Bình sẽ thi đấu trong bộ trang phục áo vàng, quần đen. Họ ra quân với đội hình gồm có chuyền 2 Hoài My, số 8 phụ công Lê Thanh Thúy, số 9 chủ công Nguyễn Thị Huyên, số 10 đối chuyền Bích Tuyền, số 14 Warisara, số 15 Nguyễn Thị Trinh phụ công và libero Nguyễn Thị Kim Liên là người được đăng ký từ đầu. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng này là ông Thái Thanh Tùng, người cũng đã từng có nhiều lần dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong khi đó thì đội hình xuất phát của VTV Bình Điền Long An ở trận đấu này gồm có đối chuyền mặc áo số 1 Nguyễn Thị Trà My, chủ công mặc áo số 5 Chen Payan, số 10 phụ công Lê Như Anh. Ngày hôm nay thì người đánh cặp phụ công với Như Anh là số 20 Lữ Thị Phương. Một sự thay đổi trong đội hình của huấn luyện viên Thái Quang Lai thay cho vị trí của Đào Thị Nhung ở trận đấu ngày hôm qua. Cái tên còn lại ở vị trí chủ công của VTV Bình Điền Long An đó là Phan Khánh Vi, cầu thủ mang áo số 19. Và chuyền 2 của đội bóng này đương nhiên xuất phát ngay từ đầu là đội trưởng Võ Thị Kim Thoa. VTV Bình Điền Long An đăng ký danh sách tham dự Cúp Hùng Vương năm nay với 11 cái tên. Và họ chỉ có duy nhất một libero, đó là libero của đội tuyển quốc gia Nguyễn Khánh Đang, cầu thủ mang áo số 12. Ninh Bình vẫn xuất phát với đội hình rất mạnh, với ngoại binh người Thái Lan Warisara cùng với bản hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Gelesico Thái Bình đó là Nguyễn Thị Uyên. Trong khi đó thì ở trận đấu này, bên phía các cô gái VTV Bình Điền Long An, Chen Payan vẫn có thể ra sân từ đầu cùng với Phan Khánh Vi, những người đã rất nỗ lực trong trận bán kết để giúp cho Long An có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Và Phan Khánh Vi sẽ là người phát bóng để mở màn cho trận chung kết ở nội dung của nữ của Cúp Hùng Vương 2024. Trong trận đấu đầu tiên thì Khánh Vi cùng các đồng đội thi đấu bên phần sân B. Tình huống tấn công ghi điểm của Warisara. Một cú đánh ở khu vực giữa lưới với pha tấn công của ngoại binh người Thái Lan mang về điểm số đầu tiên trong trận này cho LP Bank Ninh Bình. Warisara là chủ công năm nay mới chỉ 19 tuổi, có chiều cao 1m74. Chủ công rất trẻ tuổi của Thái Lan. Đường chuyền của Kim Thoa, Như Anh. Pha xử lý khá khó chịu của Như Anh. Đây là Bích Tuyền. Một cú đập rất mạnh của Bích Tuyền nhưng Long An đã phòng thủ được. Hàng sau của Khánh Vi. Tỷ số được xếp bằng 1-1. Nỗ lực phòng thủ không thành công của libero Kim Liên sau một pha tấn công từ hàng sau của Phan Khánh Vi. Khánh Vi ngày hôm qua trong nỗ lực thi đấu tới tận cùng của mình thì đã hai lần bị chuột rút nhưng vẫn cố gắng đứng trên sân trong bối cảnh VTV Bình Điền Long An thiếu hụt về mặt lực lượng. Có những thời điểm họ phải sử dụng hai chuyền hai trên sân và những phụ công. Người vừa phát bóng là Như Anh. Nguyễn Thị Huyền. Đường chuyền dành cho Trà My. Ninh Bình đã chắn bóng được. Đó là Lê Thanh Thúy. Điểm đầu tiên được ghi cho phụ công mang áo số 8 trong trận chung kết. Và là điểm thứ hai của LP Bank Ninh Bình trong trận này. Thanh Thúy những trận gần đây chúng ta thường thấy vai trò chủ yếu của phụ công này là chắn bóng. Nhưng ngày hôm nay thì cô cũng đã có một tình huống tấn công ngay đầu trận để ghi điểm cho LP Bank Ninh Bình. Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh là cặp đôi của đội tuyển, cặp đôi phụ công của đội tuyển quốc gia, những người được triệu tập cho năm 2024 này. Chen Payan. Pha tấn công ghi điểm của ngoại binh người Trung Quốc trong trận đấu tại vòng bán kết vừa qua khi chạm trán với Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì Chen Payan đã ghi được tới 36 điểm với hiệu suất hơn 60%. Một hiệu suất rất đáng nể của ngoại binh người Trung Quốc. Và cô là người ghi được nhiều điểm nhất trong trận bán kết 2 của nữ. Đường chuyền sau đầu. Đó là tình huống bỏ nhỏ của Nguyễn Thị Trinh. Trọng tài xác định điểm dành cho VTV Bình Điền Long An khi Trinh Nguyễn đã đưa bóng ra ngoài sân. Tỷ số được nâng lên 3-2 cho các cô gái Long An. Kim Thoa vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình.
Kim Thoa là chuyền hai của đội tuyển quốc gia. Năm nay Long An đóng góp nhiều gương mặt nhất trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia năm 2024. Pha tấn công ghi điểm của Nguyễn Thụy Uyên ở biên 4. Tỷ số được xếp bằng 3 đều. Trận chung kết của chúng ta đang khởi đầu hấp dẫn ngay từ đầu với màn rượt đuổi tỷ số của hai đội. Khoảng cách chưa khi nào là 2 điểm giữa Ninh Bình và Long An. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Bích Tuyền. Quãng thời gian gần đây thì Bích Tuyền phát bóng cực kỳ khó chịu. Lại là một tình huống phát bóng ăn điểm ngay của Bích Tuyền. Nhiệm vụ trước tiên dành cho Long An trong trận này là cần phải khóa được mũi công Bích Tuyền. Một mũi công vô cùng lợi hại bên phía LP Bank Ninh Bình. Tỷ số bây giờ là 4-3 dành cho đội bóng áo vàng. Đường chuyền sau đầu cho Chen Payan. Nỗ lực cứu bóng thành công của Kim Liên. Nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Long An. Tiếp tục là Chen Payan bỏ nhỏ. Pha xử lý tuyệt vời, rất tinh tế. Ngoại binh người Trung Quốc cho thấy chiều cao 1m94 là lợi thế như thế nào với những đường bóng này. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Chen Payan. Đường chuyền sau đầu hay của Kim Thoa. Và Chen Payan đã dễ dàng đánh bại Trinh Nguyễn cũng như Nguyễn Uyên. Nguyễn Thị Uyên. Pha xử lý xa lưới chưa có điểm cho các cô gái Ninh Bình. Và ngay sau đó là tình huống phản công tốt của VTV Bình Điền Long An. Một miếng đánh ở vị trí số 3. Long An đang nhập cuộc với tinh thần rất cao trong trận này. Mặc dù trước trận đấu thì đã có nhiều bất lợi cho đội bóng của huấn viên Thái Quang Lai, khi họ vừa thi đấu trận bán kết ngày hôm qua và không có được quãng nghỉ dài như Ninh Bình. Chen Payan vừa mắc lỗi phát bóng. Một trong những vấn đề đối với các cô gái Long An là họ cần phải cải thiện khả năng phát bóng của mình. Trong trận bán kết gặp Hóa Chất Đức Giang Lào Cai thì Long An mất rất nhiều điểm từ những tình huống phát bóng. Bây giờ là cầu phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Pha phát bóng ra ngoài sân của thủ công mang áo số 9 đổi vào điểm cho VTV Bình Điền Long An. Hai tình huống phát bóng lỗi liên tiếp của hai đội. Lữ Thị Phương, phụ công 22 tuổi với chiều cao 1m80 là người phát bóng cho Long An. Long An đang có lợi thế dẫn trước một điểm. Đường chuyền ra biên cho Wari Sara. Cú đập với lực tốt của ngoại binh người Thái Lan. Tỷ số được sân bằng 6 đều. Nguyễn Thị Trinh, phụ công của đội tuyển quốc gia, năm nay 27 tuổi với chiều cao 1m80. Nguyễn Thị Trinh cũng đã có quãng thời gian đánh trẻ trong màu áo của Long An. Pha tấn công của Trà Mỹ, bóng mặt chắn. Và tỷ số được nâng lên 7-6 cho VTV Bình Điền Long An. Điểm đầu tiên của đối chuyền Trà Mỹ trong trận này. Ngay sau đây sẽ là tình huống phát bóng của Trà Mỹ. Trà My sinh năm 2004, năm nay mới 20 tuổi. Chiều cao theo xác nhận của cô gái này là 1m78 ở thời điểm hiện tại. Pha tấn công của Lê Thanh Thúy. Bóng đi ra ngoài và điểm dành cho VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là cầu phát bóng của Trà My. Trà My ngày hôm qua mặc dù thắng trong trận gặp Hóa Chất Đức Giang Lào Cai nhưng vẫn tỏ ra rất buồn sau khi mắc nhiều lỗi phát bóng. Nhưng ngày hôm nay thì Trà My sẽ cố gắng phát bóng tốt hơn, nhưng đáng tiếc là tình huống vừa rồi Trà My lại đưa bóng ra ngoài sân. Một tình huống phát bóng tấn công của Trà My. Phát bóng tấn công luôn là con dao hai lưỡi. Nếu các vận động viên phát bóng tấn công tốt thì có thể mang về lợi thế khi phá được bước một của đối thủ. Nhưng phát lỗi thì rất có thể rút lưới hoặc đi ra ngoài. Đó là điểm ace của chuyền hai Hoài My. Tỷ số được xếp bằng 8 đều. Pha bóng này Khánh Đang cảm giác bóng chưa thực sự tốt. Libero của Long An nghĩ rằng bóng ngoài sân. Khánh Đang đang là một trong những libero tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở thời điểm này. Đường chuyền sau đầu cho Như Anh. Wari Sara. Tình huống phòng thủ thành công của Chen Payan. Tiếp tục là Chen Payan. Đánh bóng ngoài sân mất rồi.
rất đáng tiếc cho Long An. Các cô gái Long An cũng không ra dấu xin challenge cho huấn luyện viên Thái Quang Lai, vì họ cho rằng bóng không chạm tay chắn trong tình huống tấn công này của ngoại binh người Trung Quốc. Đó là một quyết định đúng đắn. Nếu khiếu nại thì Long An cũng sẽ không thành công. Tỷ số bây giờ là 9-8 dành cho Ninh Bình. Chen Bian, lần này thì ngoại binh người Trung Quốc đã có một pha tấn công tốt sau vạch 3m. Chen Bian đang là một trong những cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất cho tới thời điểm này của trận chung kết. Cô đã có 3 tình huống tấn công ghi điểm. Tỷ số được san bằng 9 đều. Trận đấu chung kết đang diễn ra hấp dẫn đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bây giờ là cầu phát bóng của Phan Khánh Vy. Bước một không đẹp của Kim Liên. Bích Tuyền vừa có một cú đập rất mạnh nhưng Long An thủ được. Sau đó là tình huống gõ bóng lỏng tay rất hay của Chen Bian. Nụ cười tươi tắn của mũi câu sinh năm 1999. Chen Bian là cầu thủ từng thi đấu cho đội bóng Quảng Đông ở Trung Quốc và cũng từng thi đấu cho đội bóng Jakarta ở Indonesia. Chủ công này có chiều cao 1m94, là người cao nhất ở trên sân. Tỷ số được nâng lên 19 cho VTV Bình Định Long An. Kim Liên phòng thủ tốt, đây là Bích Tuyền. Khánh Đang cũng vừa có một pha chuyền một hay. Và sau đó điểm được dành cho Long An. Tình huống tấn công có lẽ là của Như Anh. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp giữa Kim Thoa và Như Anh với một miếng đánh ở vị trí số 3. Khoảng cách được nâng lên 2 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Ngày hôm qua thì cầu phát bóng của Khánh Vy cũng là cầu phát bóng giữ được rất nhiều điểm cho VTV Bình Định Long An trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Bích Tuyền! Một miếng đánh chiến thuật của các cô gái Ninh Bình. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp với miếng đánh lao len của Yao Pi Banh Ninh Bình. Tình huống kết thúc không thể ngăn cản của Bích Tuyền. Mười 11, Wally Sara là người phát bóng. Chen Bian. Trong đội hình của Long An có hai cầu thủ thuận tay trái. Đó là pha tấn công ở vị trí số 4 của Nguyễn Thị Huyền. 11 đều. Nguyễn Thị Huyền thực sự là một sự bổ sung quá chất lượng của Yao Pi Banh Ninh Bình. Đội bóng này trong quãng thời gian gần đây luôn thiếu chủ công. Có những thời điểm phụ công Nguyễn Thị Trinh đã phải được đẩy sang chơi vị trí không phải là sở trường của cô, đó là vai trò của một chủ công. Và năm nay khi mà Ninh Bình mượn được Nguyễn Thị Huyền từ Thái Bình thì đó là một bản hợp đồng rất chất lượng ở Cúp Hùng Vương lần này. Pha chặn bóng thành công của các cô gái Ninh Bình. Tình huống tấn công ở biên 4 của Chen Bian đã bị chặn lại bởi hai tay chắn Bích Tuyền và Lê Thanh Thúy. Điểm block thuộc về Bích Tuyền. 12-11 dành cho Yao Pi Banh Ninh Bình. Và chuyền 1-2 của Khánh Vy. Chen Bian. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Tỷ số được san bằng 12 đều. Đó là tình huống tấn công ghi điểm của ngoại binh người Trung Quốc. Chen Bian vẫn đang là mũi công ghi được nhiều điểm nhất trong trận chung kết cho tới thời điểm này. Đương nhiên trong trận đấu ngày hôm nay với những bất lợi về mặt thể lực thì Long An sẽ dựa dẫm rất nhiều vào khả năng của ngoại binh người Trung Quốc. Người đã chơi hay trong trận bán kết. Cơ hội phản công dành cho Long An. Trà My đánh bóng rung chắn và điểm dành cho Long An. Trà My có được lực cổ tay rất tốt. Một tình huống tấn công từ hàng sau của Trà My đã đánh bại cặp đôi Nguyễn Thị Huyền cũng như Lê Thanh Thúy. 13-12 dành cho Long An. Trà My năm nay cũng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Một gương mặt thật sự triển vọng của bóng chuyền Việt Nam. Ngay sau đó lại là lỗi phát bóng của Như Anh. Có vẻ như Long An vẫn đang gặp nhiều vấn đề với những tình huống phát bóng của mình. Đây là điều mà huấn luyện viên Thái Quang Lai cùng các học trò cần phải cải thiện. Chen Bian.
Đó là một tình huống mà Lê Thanh Thúy và Wally Sara đã không hiểu ý nhau. Một pha bóng không quá khó sau khi hàng chắn của Ninh Bình đã chặn bóng giảm lực thành công. Chúng ta cùng xem lại đường truyền của Khánh Đang cho Chen Payan. Sau đó cả Wally Sara và Lê Thanh Thúy đều nghĩ rằng người đồng đội của mình sẽ là người xử lý tình huống này. 14-13 dành cho Long An. Đó là pha tấn công của Nguyễn Thị Uyên. Bích Tuyên. Tỷ số được xếp hạng 14 đều. Bích Tuyên tấn công vào vị trí của Kim Thoa. Một cú đánh chéo sân tốt của Bích Tuyên. Dù đây vẫn chưa là phải là cú đánh với lực mạnh nhất của Bích Tuyên, nhưng nó đủ khó để có thể đánh bại hàng thủ của Long An. Điểm A tiếp theo dành cho đối chuyện Bích Tuyền. Chúng tôi đã nói về việc Bích Tuyền ở giải đấu năm nay đã có được những tình huống phát bóng cực kỳ khó chịu. Và lần này thì Trà My là người nếm trải một cú phát bóng bay bóng đi rất lạ. Trà My phân vân giữa việc bóng ra ngoài sân hay bóng trong sân. Sau đó là tình huống phát bóng lỗi của Bích Tuyền. 15 đều. Hai đội đều có lỗi phát bóng. Và đó là những món quà cho đối phương của mình. Người phát bóng tiếp theo là Chen Payan, ngoại binh người Trung Quốc. Hàng sau của Bích Tuyên. Đó là một cú dội bom của đối chuyền mặc áo số 10. Một cuộc so tài thực sự hấp dẫn giữa Bích Tuyền, Trà My, Bích Tuyền, Chen Payan. Những mũi công xuất sắc nhất ở Cúp Hùng Vương lần này. Trong trận bán kết gặp Binh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước thì Bích Tuyền đã ghi được 32 điểm trong 3 set đấu. Một con số thực sự rất ấn tượng. Khánh Vy. Cú đánh y tốt của chủ công mang áo số 19. Tỷ số lại được cân bằng. 16 đều. Lữ Thị Phương là người phát bóng cho Long An. Đưa bóng cho Wally Sara. Pha tấn công tốt ở biên 4 của ngoại binh người Thái Lan. Tỷ số được nâng lên 17-16 cho LP Bank Ninh Bình. Wally Sara thi đấu không quá nổi bật, nhưng chủ công trẻ tuổi này luôn giữ được sự ổn định của mình. Đường chuyền sau đầu cho Trà My. Tiếp tục là cơ hội cho VTV Bình Điền Long An. Khánh Vy bỏ nhỏ. Hoài My vẫn cứu được bóng. Wally Sara. Chen Payan không phòng thủ được trước tình huống tấn công vừa rồi. Thêm một điểm nữa được ghi cho LP Bank Ninh Bình. Ngoại binh người Thái Lan cũng đang chơi hay trong trận chung kết ngày hôm nay. Wally Sara, Bích Tuyền, Chen Payan, Trà My. Kỳ vọng của cả hai đội bóng trong này, họ đã liên tục ghi điểm trong trận đấu đầu tiên. Và bây giờ thì VTV Bình Điền Long An đã phải gọi hội ý lần đầu tiên. Những đại diện của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trà My. Bích Tuyền hàng sau. Pha tấn công đưa bóng ra ngoài sân và điểm dành cho VTV Bình Điền Long An. Sau tình huống hội ý thì Long An đã có thêm một điểm nữa để rút ngắn cách biệt.
Một pha tấn công về cuối sân của Bích Tuyền. Và bóng đã đi ra ngoài, Bích Tuyền cũng ra dấu để ban huấn luyện của mình không challenge. Về phía Long An họ có sự thay đổi ở vị trí đối chuyền. Đoàn Thị Mỹ Tiên vào sân thay cho Nguyễn Thị Trà My. Đưa bóng ra biên, Warisara. Đây là Khánh Vy. Trọng tài xác định điểm dành cho Long An, bóng đã chạm tay chắn. 18 đều. Không ai có thể nói trước điều gì trong trận đấu mở màn của trận chung kết này. Một thế trận quá cân bằng được tạo ra bởi hai đội. Xứng đáng là trận cầu được chờ đợi nhất ở nội dung của nữ tại Cúp Hùng Vương năm nay. Warisara, cú đánh bạt chắn của ngoại binh người Thái Lan. Ninh Bình lại vượt lên dẫn trước. Warisara cũng đang giữ được hiệu suất ghi điểm rất cao, cũng không thua kém gì ngoại binh của Long An. Bóng ngoài. Đó là tình huống phát bóng lỗi của chuyền hai Hoài My. 19 đều. Hai đội bóng đều mắc lỗi phát bóng. Khánh Vy là người phát bóng. Warisara. Pha tấn công ở vị trí số 2, chưa có điểm cho Ninh Bình. Chen Payan. Tình huống chắn bóng thành công của các cô gái áo vàng. Và bây giờ là Bích Tuyền. Long An vừa có một pha chắn đôi hay. Tiếp tục là tình huống chắn đôi thành công của Kim Thoa và Như Anh. 20-19 dành cho VTV Bình Điền Long An. Những pha tấn công liên tiếp của Bích Tuyền không thể hạ gục được hàng chắn của Long An. Với tình huống giáp chắn rất kín kẽ giữa Kim Thoa và phụ công Như Anh. Người ghi điểm trong pha bóng này là phụ công mặc áo số 10. Giờ thì tới lượt huấn luyện viên Thái Thanh Tùng phải gọi hội ý. Cho tới lúc này thì chủ công và đối chuyền của hai đội đều đang có hiệu suất ghi điểm tốt. Bên phía Long An thì các phụ công của họ đang đóng góp nhiều điểm số hơn so với các phụ công của LP Bank Ninh Bình cho tới thời điểm hiện tại. Long An đang có lợi thế dẫn trước một điểm. Tỷ số đang là 20-19. Nhưng sau đó thì Khánh Vy lại mắc lỗi phát bóng. 20 đều. Thời điểm rất nhạy cảm của set 1. Và chắc hẳn là Khánh Vy sẽ rất nối tiếc sau tình huống phát bóng ra ngoài vừa rồi. Ở thời điểm này thì mỗi điểm số đều rất đáng quý. Chen Payan. Và tấn công tốt của ngoại binh người Trung Quốc ở vị trí số 4. Chen Payan vị trí sở trường là đối chuyền. Và cũng giống như Trà My, cô là một vận động viên thuận tay chiêu. Chen Payan sẽ trở nên lợi hại hơn khi tấn công ở vị trí số 2. Trong giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia thì huấn luyện viên Thái Quang Lai cũng thử nghiệm Trà My ở vị trí chủ công để đưa Chen Payan chơi ở vị trí sở trường của mình. Nhưng Trà My sẽ chơi tốt hơn trong vai trò là một đối chuyền. Và bây giờ thì Chen Payan đang đóng vai của một chủ công. Pha tấn công tốt ở biên 4 của Nguyễn Thị Huyền. 21 đều. Đội bóng nào giành chiến thắng trong set 1 này cũng đều xứng đáng cả. Hai đội đang cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính. Tỷ số bây giờ là 21 đều. Người phát bóng tiếp theo là phụ công Lê Thanh Thúy. Oh.
đánh hai chuyền thông minh của Kim Thoa. Rất nhiều lần trong sự nghiệp của mình thì Võ Thị Kim Thoa đã khiến đối phương bất ngờ với những tình huống xử lý mang tính đột biến cao như thế này. Trong trận bán kết gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì Võ Thị Kim Thoa cũng ghi được 2 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống xử lý hai chuyền và một pha xử lý bóng rất hiểm hóc ngay từ chuyền 1. Chen Payan, bóng lăn trên mép lưới và rơi sang phần sân của các cô gái MP Bank Ninh Bình. 23-21 dành cho VTV Bình Điền Long An. Nỗ lực tuyệt vời của các cô gái Long An cứu bóng từ bên ngoài sân để thực hiện một đường truyền ra biên 4 cho Chen Payan. Nụ cười rất mãn nguyện của ngoại binh người Trung Quốc cho tới lúc này. Cô đã ghi được gần 10 điểm trong xét đấu thứ nhất. Phong độ rất tốt của Chen Payan. Lượt hội ý cuối cùng của LP Bank Ninh Bình trong set 1 đã hết. Ở mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt hội ý, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Ở Cúp Hùng Vương của chúng ta thì không có những lượt hội ý kỹ thuật vào các điểm 8 và 16 ở 4 set đấu đầu tiên. Pha tấn công của Bích Tuyền, bóng trong sân theo tín hiệu từ giám biên. Đó là quyết định chính xác của tổ trọng tài. Miếng đánh chiến thuật thành công của LP Bank Ninh Bình và họ vừa rút ngắn được cách biệt xuống còn 1 điểm. Bích Tuyền là người phát bóng. Chen Payan, nỗ lực phòng thủ không thành công của Bích Tuyền sau pha tấn công của ngoại binh người Trung Quốc. 24-22 và VTV Bình Điền Long An đang có 2 set point. Tinh thần thi đấu tuyệt vời của Long An thì họ phần nào bị đánh giá là gặp nhiều bất lợi hơn trước trận chung kết này. Bích Tuyền hàng sau, bóng lên khán đài rồi. Một cú dội bom thực sự. Và tới một cầu thủ có kỹ năng phòng ngự xuất sắc như Khánh Đan cũng không thể cứu được đường bóng này sau một cú đánh y chất lượng của Bích Tuyền. Cú đập quá mạnh. Bích Tuyền cứu được một set point nhưng vẫn còn một thách thức ở phía trước đối với các cô gái LP Bank Ninh Bình. Khánh Vy, Khánh Vy tấn công ghi điểm ở vị trí số 4 và set đấu đầu tiên đã thuộc về phía VTV Bình Điền Long An. Trước khi trận đấu này diễn ra thì nhiều cổ động viên đã lo lắng và nghĩ rằng mục tiêu trước tiên của Long An là cần phải có được một set thắng trước một đội hình đồng đều và có nhiều lợi thế về mặt thể lực như LP Bank Ninh Bình. Nhưng ngày hôm nay thì Long An lại đang là những người dẫn trước và những diễn biến này hứa hẹn trận chung kết của chúng ta sẽ càng hấp dẫn hơn nữa trong những set đấu tiếp theo. 25-23 là tỷ số của set 1 và quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ ít phút trước khi đến với set 2 của trận chung kết Cúp Hùng Vương năm 2024.
Quý khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau trở lại với những hình ảnh tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi xét đấu thứ hai trận chung kết ở nội dung của nữ tại Cúp Hùng Vương 2024. Xét một đã khép lại với chiến thắng 25-23 dành cho VTV Bình Điền Long An. Ở xét hai này thì các cô gái Long An sẽ thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Ninh Bình là những người phát bóng trước ở xét đấu này với cầu phát bóng của chuyền hai Hoài My. Cơ hội tấn công dành cho Ninh Bình. Bóng đi Sara. Pha ghi điểm ở vị trí số 4 của ngoại binh người Thái Lan. Trong set 1 thì Warisara cũng đóng góp rất nhiều điểm số cho LB Bank Ninh Bình. Số điểm cô ghi được chỉ thua kém có Bích Tuyền mà thôi. Trong khi đó thì ở set 1, bên phía Long An người ghi được nhiều điểm nhất đó chính là ngoại binh người Trung Quốc Chen Payan. Và cái tên thứ hai là Phan Khánh Vy. Hai đội bóng đều giữ nguyên đội hình xuất phát của mình ở trận đấu thứ hai này với những con người đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Warisara thêm một pha ghi điểm nữa ở biên 4 của chủ công năm nay mới chỉ 19 tuổi. Chúng ta có thể thấy Thái Lan vẫn là một cái nôi của bóng chuyền nữ ở khu vực Đông Nam Á. Những vận động viên trẻ của họ đã nhanh chóng trưởng thành và sớm được các đội bóng nước ngoài chiêu mộ. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Trà My. Những điểm số liên tiếp được ghi cho LB Bank Ninh Bình trong set đấu thứ 2 này. Tỷ số đang là 3-0. Hoài My vừa có được một điểm ace. Chen Payan. Bóng trong sân. Tình huống đánh bóng dính vạch của chủ công mặc áo số 5. Sau pha tấn công vừa rồi thì Chen Payan có vẻ hơi đau ở khớp vai tay trái. Một cú đánh với cái cổ tay rất dẻo của mũi công người Trung Quốc. Không được. Pha phối hợp chưa thực sự tốt giữa Hoài My và phụ công Thanh Thúy. Điểm thứ hai cho Long An trong set đấu này. Warisara. Hàng chắn của Long An chơi tốt và họ có thêm một điểm nữa. Trọng tài bắt lỗi dính bóng của Ninh Bình. 3 đều. Hai tình huống liên tiếp đều là những tình huống chắn bóng hay của các cô gái Long An. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng đối với libero Kim Liên. Pha phát bóng leo lưới rất khó chịu. Bóng ngoài. Bây giờ thì Long An đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 4-3. Bích Tuyền đã không thể xử lý được đường truyền vừa rồi của Kim Liên. Sau khi bị đối phương dẫn trước 3 điểm thì bây giờ Long An lại vượt lên là những người có lợi thế về mặt điểm số. Nhưng đáng tiếc cho khi Như Anh đã mắc lỗi phát bóng. Tỷ số là 4 đều. Hai đội đều mất nhiều điểm đáng tiếc vì lỗi phát bóng trong trận chung kết này. Warisara phát bóng. Đường truyền của Khánh Đăng, Chen Payan. Và chắn đôi thành công của Bích Tuyền và Thanh Thúy. Tỷ số được nâng lên 5-4 cho LB Bank Ninh Bình. Điểm block thuộc về Bích Tuyền. Đưa bóng cho Chen Payan.
Bích Tuyền vẫn chắn được bóng nhưng bóng rơi ngoài sân. Tỷ số được sẽ bằng 5 đều. Bích Tuyền là đối chuyền sinh năm 2000 với chiều cao 1m87. Sức bật đạt được đăng ký là 3m10 và bật chắn là 2m86. Bích Tuyền không chỉ lợi hại trong những tình huống tấn công mà cũng rất lợi hại trong những pha chắn bóng. Một pha tấn công trên chắn của Bích Tuyền nhưng chưa có điểm cho Ninh Bình. Lại là Bích Tuyền. Long An phòng thủ hay. Đường chuyền sau đầu cho Trà My. Trà My đánh bóng ra ngoài mất rồi. Khiếu nại được đưa ra. Khiếu nại lỗi lưới của VTV Bình Điền Long An. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có cảm giác rằng Bích Tuyền hơi chạm lưới thật. Những góc quay vừa rồi là chưa đủ để chúng ta đưa ra nhận định cuối cùng và vẫn cần nhờ tới những góc máy của công nghệ Video Challenge Eyes để xác định xem tình huống vừa rồi Bích Tuyền có mắc lỗi lưới hay không. Các cô gái Long An quan sát rất nhanh, họ không đưa ra khiếu nại với một tình huống bóng chạm chắn, thay vào đó là khiếu nại vì lỗi chạm lưới. Nguyễn Uyên và Bích Tuyền là những người nhảy lên để thực hiện pha chắn bóng này. Đã có lỗi lưới rồi. Có vẻ như Nguyễn Uyên mới là người chạm tay vào lưới chứ không phải Bích Tuyền. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì đó cũng là một khiếu nại thành công của VTV Bình Điền Long An. Họ nâng tỷ số lên 6-5. Nguyễn Thị Uyên. Và tấn công ghi điểm ở vị trí số 4. Chen Peiyan, pha tấn công tốt của cầu thủ người Trung Quốc. Đó là một cú đánh chéo sân ở vị trí số 2. Như chúng tôi đã nói, những đối chuyền như Chen Peiyan hay Trà My, những vận động viên thuận tay chiêu, họ sẽ có góc đánh rất rộng khi tấn công ở vị trí số 2. Sang Việt Nam lần này thì Chen Peiyan không được thi đấu ở vị trí sở trường của mình, nhưng khi đánh ở vai trò của một chủ công, cô cũng chơi tốt. Bích Tuyền. Pha chắn bóng tốt của Long An. Sau đó là tình huống tấn công từ hàng sau của Chen Peiyan. Thêm một điểm nữa được ghi cho VTV Bình Điền Long An. Tỷ số được nâng lên 8-6. Bóng chạm mép lưới. Hoài Minh không thủ được trước cú đập tốt của ngoại binh người Trung Quốc. Nhưng sau đó là lỗi phát bóng của Chen Peiyan. Trận này thì chủ công áo số 5 của Long An vẫn đang mắc khá nhiều lỗi phát bóng. Ở set 1 thì cô cũng đã có những tình huống phát bóng ra ngoài tương tự như vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 7-8. Bích Tuyền phát bóng. Pha tấn công của Lữ Thị Phương. Đây là Bích Tuyền. Một pha tấn công thẳng vào vị trí của Kim Thoa. Bích Tuyền có khả năng bật nhảy với tầm cắt rất cao. Những cú đập của cô cũng có lực rất ấn tượng. Và nếu như bóng vượt qua được hàng chắn thì sẽ rất khó cho hàng thủ phía sau. Tỷ số vừa được săn bằng 8 đều. Trà My. Trà My đánh bóng ra ngoài sân. Và khiếu nại được đưa ra từ ban huấn luyện của Long An. Lần này là khiếu nại bóng chạm tay chắn. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Một đường chuyền sau đầu của Kim Thoa cho Trà My. Pha tấn công ở
Vị trí số 2 của Trà My, Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Uyên là những người nhảy lên chắn bóng. Trà My đã ra dấu bóng chạm chắn. Những quyết định của trọng tài số 1 Phạm Thái Hòa, đó là một tình huống có điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. Giờ thì công nghệ Video Challenge Eye sẽ vào cuộc. Ngón trỏ của Nguyễn Thị Uyên đã rung lên. Thêm một lượt khiếu nại thành công nữa của Long An. Chín tám dành cho VTV Bình Điền Long An. Hai lần trong set đấu này Long An đều đưa ra những khiếu nại chính xác và giành được điểm. Bích Tuyền đánh bóng rút lưới. 18 dành cho VTV Bình Điền Long An. Long An đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi Cúp Hùng Vương. Nếu như ở nội dung của nam, Ninh Bình là đội bóng có nhiều lần đăng quang nhất, thì ở sân chơi của nữ, các cô gái Long An đã có được 5 chiếc vô địch ở giải đấu này và họ đang hướng tới chiếc vô địch lần thứ 6. Còn với Ninh Bình thì nếu ngày hôm nay họ vượt qua được đối thủ của mình sẽ có được danh hiệu đầu tiên tại Cúp Hùng Vương. Trà My bỏ nhỏ. Pha xử lý hay của Trà My, rất thông minh. Một pha chạm bóng tinh tế của Trà My để đánh bại các tay chắn bên phía Ninh Bình và vừa đủ để hạ gục cả Kim Liên nữa. Trà My năm nay mới 20 tuổi và thực sự là một vận động viên triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta đang có những đối chuyền rất xuất sắc với Trà My, với Kiều Trinh và với Bích Tuyền. Thuận lên thì một đợt thành công không đánh được là chết rồi. Trước khi trận đấu diễn ra thì chúng tôi đã nói lợi thế rất lớn của các cô gái Long An. Trong số vô vàn những bất lợi thì họ có lợi thế lớn về mặt tinh thần. VTV Bình Điền Long An luôn thi đấu với tinh thần cao nhất mỗi khi vào sân và họ có được sự gắn kết. Pha xử lý của Nguyễn Thị Trinh, một đường bóng hơi với của phụ công mặc áo số 15, nhưng Trinh Nguyên cũng đã ghi được điểm cho LP Bank Ninh Bình. Một trong những pha tấn công ghi điểm đầu tiên của Nguyễn Thị Trinh ở trận này. Một tình huống đánh bay sau thành công. Trong trận đấu gặp Minh Chủ Thông Tin Trường Tươi Bình Phước thì Nguyễn Thị Trinh đã có rất nhiều những pha tấn công một chân sau đầu với hiệu suất ghi điểm cao. Trà My. Cú đánh lao của Trinh Nguyễn và thêm một điểm được ghi cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. Tỷ số được rút ngắn xuống 10-11. Sau khi hội ý thì LP Bank Ninh Bình đã liên tục ghi điểm. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ chỉ là một điểm thôi. Đó là cú đập tốt ở biên 4 của Khánh Vy. Khánh Vy đã cho thấy sự hồi phục rất tuyệt vời để sẵn sàng cho trận chung kết ngày hôm nay. Sau một trận bán kết thi đấu gần như tới kiệt sức, với hai lần bị chuột rút và vẫn cố gắng để đứng trên sân. Một nỗ lực quá đáng ngưỡng mộ của chủ công áo số 19 này. Ngay sau tình huống ghi điểm thì Long An lại mất điểm với lỗi phát bóng. Người phát bóng ra ngoài sân là Trà My. Mười một mười hai. Chen Peiyan, pha tấn công tốt từ sau vạch 3 mét. Ngoại binh người Trung Quốc vẫn đang là người ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Sau sân chơi Cúp Hùng Vương năm 2024,
thì thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai sẽ bước vào giải đấu trên sân nhà ở cúp VTV Bình Điền. Giải đấu đó họ sẽ có sự phục vụ của Trần Thị Thanh Thúy, và chắc chắn hàng công của Long An sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không biết là cho tới quãng thời gian đó thì Chen Pian còn ở Việt Nam và tiếp tục cống hiến cho Long An hay không. Nếu như có được cả Chen Pian lẫn Trần Thị Thanh Thúy thì VTV Bình Điền Long An thực sự sẽ là một ứng cử viên rất đặng ký cho chức vô địch. Mặc dù cúp VTV Bình Điền sắp tới sẽ có rất nhiều những đối thủ mạnh, những đội bóng nước ngoài tới tham gia thi đấu. Pha tấn công ghi điểm của Bích Tuyền. Tỷ số bây giờ là 12-14. Bích Tuyền và Chen Payan đang là hai cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất cho tới thời điểm hiện tại. Xứng đáng là hai mũi công được kỳ vọng nhất trước khi trận đấu này diễn ra. Chen Payan. Pha phòng thủ thành công của Long An. Khánh Vy bỏ nhỏ rất hay. Pha xử lý quá tuyệt vời của Phan Khánh Vy từ hàng sau, cực kỳ thông minh. Với một cú gõ bóng lỏng tay vừa đủ để vượt qua vị trí chắn bóng của Lê Thanh Thúy. Bóng rơi vào hố đồng xu và không có bất cứ cơ hội nào cho hàng thủ phía sau của LP Bank Ninh Bình. 15-12 cho Long An. Nét mặt rất lo lắng của huấn luyện viên Thái Thành Tùng với thế trận hiện tại. Nhưng Minh Tuyền vừa là người cắt điểm cho Ninh Bình. Một pha tấn công cực kỳ mạnh mẽ ở biên 4 của Minh Tuyền. 13-15. Tất cả đều hiểu được sự lợi hại của Bích Tuyền, nhưng không phải là có thể dễ dàng được ngăn chặn được mũi công này. Và tấn công của Nguyễn Thị Uyên được chuyền cho Chen Payan biên 4. Nỗ lực đánh bóng bạt chắn chưa thành. Bích Tuyền chắn bóng tốt và điểm dành cho Long An. Các tay chắn của Long An đang theo rất sát Bích Tuyền. Đây là điều dễ hiểu bởi đối chuyền Bích Tuyền đương nhiên là mũi công lợi hại nhất bên phía LP Bank Ninh Bình. Một đường chuyền sau đầu của Hoài My ra vị trí số 2 cho Bích Tuyền. Niềm vui của huấn luyện viên Thái Quang Lai khi các học trò của ông đã ngăn chặn được một trong những mũi công lợi hại nhất ở khu vương lần này. Nguyễn Thị Uyên. Chen Payan. Cơ hội dành cho Nguyễn Thị Uyên. Bích Tuyền. Một lần nữa thì hàng chắn của Long An lại chơi hay. Và lỗi của Hoài My với nỗ lực đánh bóng hai chuyền không thành công. Quyết định mạo hiểm không thành của Hoài My ở thời điểm mà đội bóng huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang bị đối phương tạo ra cách biệt 3 điểm. Và bây giờ thì khoảng cách đó đã được nâng lên thành 4 điểm rồi. 17-13. Chen Payan với chiều cao 1m94 là một cái tên thực sự là rất khó chịu bên kia lưới đối với Bích Tuyền. Dù tầm cắt của Bích Tuyền cao nhưng với ngoại binh người Trung Quốc thì cô cũng hoàn toàn có thể ngăn chặn những pha tấn công của Bích Tuyền. Đó là pha tấn công của Lê Thanh Thúy. Chen Payan đánh bóng bạt chắn ghi điểm. 18-13 cho VTV Bình Điền Long An. Đúng là khi mà chấn thương đang dần hồi phục thì ngoại binh người Trung Quốc có đóng góp rất tích cực cho VTV Bình Điền Long An. Trong giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia thì cô đã chưa thể hiện được điều này. Ninh Bình đã sử dụng hết lượt hội ý của mình trong set 2 này.
Set 2 thì Long An thậm chí còn đang chơi tốt hơn set 1 và họ tạo ra một cách biệt tương đối an toàn tới thời điểm hiện tại. Ở chiều ngược lại thì đương nhiên là khó khăn nhiều hơn cho LP Bank Ninh Bình. Vừa rồi là tình huống phát bóng lỗi của Kim Thoa. Vẫn khá nhiều lỗi phát bóng cần phải khắc phục đối với các cô gái Long An. Họ tấn công tốt, phòng thủ hay, nhưng phát bóng đang là một trong những điểm yếu. Lỗi chuyền một. Minh Tuyền vừa có một cú đập mạnh nhưng Long An vẫn phòng thủ được. Tiếp tục là Minh Tuyền. Lần này thì không ai ngăn cản được đối chuyền mặc áo số 10 nữa. 14-18. Chính xác là 15-18. Một tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Minh Tuyền. Sau khi hội ý thì các cô gái Ninh Bình đang dần thu hẹp được cách biệt. Họ ghi liên tiếp 2 điểm. Chen Payan. Bích Tuyền không thể thực hiện tình huống tấn công ở tình huống vừa rồi. Trọng tài xác định lỗi dính bóng của các cô gái Long An và điểm được ghi cho Ninh Bình. Với những tình huống mà trọng tài bắt lỗi dính bóng thì các đội bóng không thể khiếu nại. Lỗi dính bóng và lỗi hai chạm hoàn toàn là những tình huống nhận định của các trọng tài. 16-18, 3 điểm liên tiếp được ghi cho Ninh Bình sau lượt hội ý thứ hai của họ. Và giờ thì tới lượt Long An phải sử dụng tới quyền time out. Lê Thanh Thúy vẫn đang giữ được cầu phát bóng cho Ninh Bình. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 2 điểm. Chen Payan pha tấn công bóng trong sân. Sau lượt hội ý thì Long An cũng có điểm. Chen Payan cũng có tầm cắt rất cao. Và đó là một thử thách lớn dành cho hàng chắn của LP Bank Ninh Bình. Bên phía Long An họ có sự thay đổi ở vị trí chủ công. Chen Payan được rút ra cho nghỉ trong ít phút. Và nhường lại vị trí cho số 8 Đoàn Thị Mỹ Tiên. Phản công ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh. 17-19. Một tình huống tấn công rất nhanh và hiệu quả của các cô gái Ninh Bình. Bây giờ Bích Tuyền sẽ là người phát bóng cho đội bóng áo vàng. Đưa bóng cho Trà My. Cú đập mặt chắn của đối chuyền mang áo số 1. Khi cần thì Khánh đang chơi rất tốt trong vai trò của một chuyền 2. Pha đưa bóng từ cuối sân ra vị trí số 2 cho Trà My. Điểm thứ 20 được ghi cho đoàn quân huấn viên Thái Quang Lai. 20-17. Nguyễn Thị Uyên. Nguyễn Uyên đánh bóng bạt chắn và ghi điểm. 18-20. Nguyễn Thị Uyên lần đầu mới được kết hợp với Hoài My, nhưng cũng nhanh chóng cho thấy sự hiệu quả. Trà My. Ninh Bình phòng thủ thành công. Cơ hội tấn công dành cho Long An. Trà My. Tay chắn của Ninh Bình vẫn đang hoạt động tốt. Tiếp tục là Trà My. Lần này thì chỉ có một mình Đinh Thúy theo chắn. Và Trà My đã tấn công ghi điểm.
Điểm thứ 21 dành cho Long An. Cú đánh chéo sân rất tốt của Trà My. Trà My cũng được rút ra cho nghỉ. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đang xoay tua đội hình với lực lượng rất mỏng của mình để các mũi công chủ lực có quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào những điểm số cuối cùng ở set đấu thứ hai. Người vừa phát bóng đó là chuyền hai Quý Uyên. Cú đánh một chân sau đầu không thành công của Nguyễn Thị Trinh. 22-18. Lúc này thì Long An lại đang chơi trên sân với hai chuyền hai. Cả Quý Uyên và Kim Thoa đều đang góp mặt trên sân. Quý Uyên ở hàng sau, còn Kim Thoa thì ở hàng trên. Lại thêm một pha xử lý hai chuyền chưa thành công của Hoài My, và điểm dành cho Long An. 23-18. Tinh thần thi đấu rất tốt của các cô gái Long An và họ đang dần hướng tới chiến thắng ở set đấu thứ hai này. Cú đánh lao vừa rồi là của Lê Như Anh. Bích Tuyền, một cú dội bom từ sau vạch 3m của đối chuyền Bích Tuyền. Và một lần nữa thì Khánh Đa cũng không thể ngăn cản được cú đập vừa rồi của Bích Tuyền. Sau cầu phát bóng vừa rồi thì bên phía Long An cũng đã rút Quý Uyên ra sân để nhường lại vị trí cho Trà My. Vận động viên có thể tấn công hàng sau cho Long An ở đường bóng này. Đưa bóng cho Khánh Vy. Bích Tuyền. Trà My phòng thủ được sau khi bóng chạm mép lưới. Khánh Vy bỏ nhỏ. Cơ hội dành cho Long An. Nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của Khánh Đăng. Bóng vẫn còn. Bích Tuyền vẫn phòng thủ được một đường bóng hay giữa hai đội. Nhưng đó là pha bóng mà Bích Tuyền và Hoài My không hiểu ý nhau. 24-19. Một đường bóng mà cả hai đội đều chơi hay. Nhưng Ninh Bình lại mất điểm trong một tình huống phối hợp không ăn ý giữa chuyền hai Hoài My và đối chuyền Bích Tuyền. Có tới 5 set point cho các cô gái VTV Bình Điền Long An ở set 2 này. Chen Peya trở lại sân để có thể giúp cho Long An sớm khép lại set đấu thứ hai. Thế trận quá khó khăn dành cho Bích Tuyền và các đồng đội. Có lẽ trước khi trận đấu này diễn ra thì không ai nghĩ rằng Bích Tuyền và LP Bank Ninh Bình lại phải đối mặt với một thế trận khó khăn đến vậy trước VTV Bình Điền Long An. Đội bóng chịu nhiều bất lợi như chúng ta đã cùng phân tích. 24-19, 5 set point. Đó là pha tấn công tốt của Đinh Thúy. Một pha phối hợp đánh nhanh biên của LP Bank Ninh Bình. Họ cứu được một set point. Nhưng vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước đối với các cô gái áo vàng. Và bên kia thì đó sẽ là 4 cơ hội tiếp theo cho VTV Bình Điền Long An. Chen Payan. Bích Tuyền phòng thủ thành công. Điểm block dành cho đối chuyền mang áo số 10. Chen Payan và Bích Tuyền đúng là 1-9-1-10. Tới lúc mà huấn luyện viên Thái Quang Lai hội ý chiến thuật rồi. Đội bóng của ông vừa bỏ lỡ hai cơ hội để có thể kết thúc set đấu. Sức nóng từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Hai đội đang tạo nên một trận đấu với chất lượng chuyên môn rất cao.
Cơ hội dành cho Chen Payan. Tiếp tục là ngoại binh người Trung Quốc. Đó là tình huống phòng thủ tốt của libero bên phía Ninh Bình. Chen Payan pha tấn công xa lưới có điểm và tỷ số ở set đấu thứ hai khép lại với chiến thắng 25-21 dành cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Long An dẫn trước 2-0 trong trận chung kết ở nội dung của nữ tại Cúp Hùng Vương năm 2024 sau 2 set thắng với tỷ số 25-23 và 25-21. Tiếp tục là một set đấu hay của ngoại binh người Trung Quốc Chen Payan. Cô vẫn đang là người ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Thử thách rất khó khăn cho Ninh Bình khi đã để thua 2 set trước. Và họ sẽ phải rất nỗ lực trong set đấu thứ 3. Chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ ít phút. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ 3 ở trận chung kết của nữ tại Cúp Hùng Vương năm 2024. Các cô gái Long An là những người phát bóng trước trong set đấu này. Họ đang dẫn 2-0 sau 2 set đầu. Pha tấn công ghi điểm ở vị trí số 4 của Nguyễn Thị Uyên. Không biết ở thời điểm này thì ngoại binh người Thái Lan Warisara có gặp vấn đề gì hay không. Nhưng bên phía LP Bank Ninh Bình họ đang xuất phát với sự thay đổi vị trí chủ công. Đinh Thúy là người chơi thay cho Warisara. Cặp đôi chủ công đang là Đinh Thúy và Nguyễn Uyên. Cặp đôi phụ công vẫn là Lê Thanh Thúy cùng với Nguyễn Thị Trinh. Bích Tuyền là người đánh ở vị trí đối chuyền. Và chuyền hai vẫn là Hoài My. Bên phía Long An thì họ vẫn giữ đội hình xuất phát của mình. Thêm một pha tấn công ghi điểm ở vị trí số 4 nữa của Nguyễn Thị Uyên. 2-0 dành cho Yêu Phi Banh Ninh Bình. Bên phía Long An lúc này thì chuyền hai của họ vẫn là đội trưởng Kim Thoa. Cặp đôi phụ công gồm có Như Anh và có lẽ là Lữ Thị Phương, người đang nhường vị trí cho libero Khánh Đang để tăng khả năng phòng thủ cho Long An khi đối phương đang có quyền phát bóng. Hai chủ công là Chen Payan và Khánh Vi, và đối chuyền là Trà My.
Chen Peiyan. Pha tấn công ghi điểm của ngoại binh người Trung Quốc. Chen Peiyan đánh bóng rất hiệu quả, đôi khi không cần sử dụng quá nhiều lực, nhưng những cú đánh của cô là đủ khó để ghi điểm. Tỷ số bây giờ là 1-2. Nguyễn Thị Uyên, cơ hội phản công dành cho Long An. Chen Peiyan, Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh đã chắn bóng thành công. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho Yêu Vi Banh Ninh Bình. Nhiệm vụ của Ninh Bình lúc này là phải giành chiến thắng trong set 3 để tiếp tục nuôi hy vọng và chờ đợi trong tình cảnh đối phương gặp những bất lợi về mặt thể lực thì họ có cơ hội để có thể vượt lên. Thời gian để đưa ra khiếu nại đã hết. Sau mỗi một đường bóng kết thúc thì các đội bóng chỉ có 8 giây để đưa ra quyết định khiếu nại của mình. Vừa rồi thì ban huấn luyện của Long An đã bấm chuông hơi muộn. Tỷ số sẽ là 3-1 dành cho LP Bank Ninh Bình. Chen Peiyan, một cú đánh tốt ở vị trí số 4. Cho tới lúc này thì theo những thống kê qua loa của chúng tôi, Chen Peiyan có lẽ đã phải ghi được khoảng 20 điểm rồi. Cô vẫn đang là mũi công ghi được nhiều điểm nhất trong trận chung kết này. Nguyễn Thị Uyên, Trà My, cú đánh y thành công của Trà My. Trà My có một cái cổ tay rất dẻo và lực đập cũng rất tốt. Một đường chuyền hay của Kim Thoa dành cho Trà My và sau đó Trà My kẻ biên thành công. Trà My có một pha tấn công lách chắn tốt để ghi điểm sa bằng cách biệt cho VTV Bình Điền Long An. Tỷ số bây giờ là 3-3. Bích Tuyền, pha tấn công rất uy lực của Bích Tuyền. Một lần nữa thì Ninh Bình lại vượt lên. Pha nhảy chuyền của Khánh Đang. Tình huống tấn công vừa rồi là của Trà My. Nguyễn Thị Trinh, một pha kết thúc rất gọn của Trinh Nguyễn. Đó là điều mà chúng ta chờ đợi ở một phụ công của đội tuyển quốc gia. Cú đánh nhanh như điện của Nguyễn Thị Trinh. Và tỷ số được nâng lên 5-3 cho LP Bank Ninh Bình. Pha tấn công mắc lỗi của Lữ Thị Phương. Trọng tài bắt lỗi 4 chuyền. Cú đánh của Lữ Thị Phương bóng chưa qua lưới. Và Long An quyết định khiếu nại. Nếu như bóng chạm tay chắn thì đó không phải là lỗi 4 chuyền của VTV Bình Điền Long An và đường bóng vừa rồi sẽ được đánh lại. Chúng ta cần một góc quay tốt hơn nữa để xác định xem bóng đã chạm tay chắn của các cô gái áo vàng hay chưa. Hoài My cũng đã hơi đưa tay sang phần sân bên phía VTV Bình Điền Long An. Nhưng không biết bóng có chạm tay của Hoài My sau pha tấn công của Lữ Thị Phương hay không. Công nghệ Video Challenge Eye sẽ cho chúng ta hình ảnh tường tận hơn. Trong set đấu thứ hai thì nhiều lần VTV Bình Điền Long An đưa ra khiếu nại họ đều thành công. Lần này thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Đây là năm đầu tiên Cúp Hùng Vương đưa công nghệ Video Challenge Eyes vào áp dụng. Và đương nhiên là nó sẽ mang tới sự công bằng hơn cho các trận đấu. Bóng chưa qua lưới rồi. Lần này thì Long An khiếu nại không thành công. Với tình huống khiếu nại không thành công vừa rồi thì các cô gái Long An sẽ chỉ còn lại một lượt khiếu nại sai trong set đấu thứ 3 này. Ở mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt khiếu nại sai. Tình huống phát bóng ra ngoài sân của Nguyễn Thị Uyên.
Tỷ số bây giờ là 4-6. Nhiều khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đang rất chờ đợi một xét thắng dành cho Ninh Bình để trận chung kết của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn nữa. Pha phối hợp không tốt giữa Nguyễn Thị Trinh và Hoài My. Đây là Trà My. Đinh Thị Thúy. Pha tấn công của Nguyễn Thị Trinh vẫn chưa có điểm cho Ninh Bình. Và bây giờ là Chen Payan. Không được rồi. Tình huống xử lý là của Bích Tuyền. Bích Tuyền với chiều cao hơn 1m8. Đánh ở vị trí đối chuyền và đương nhiên phòng thủ cũng như chuyền một không phải là thế mạnh của Bích Tuyền. Chen Payan vẫn đang giữ được hiệu suất tấn công ghi điểm cao của mình. Đinh Thị Thúy. Cơ hội phản công dành cho Khánh Vy. Một đường chuyền hơi khó. Bích Tuyền. Bóng chạm mép lưới và văng ra ngoài. Tỷ số được san bằng 6 đều. Những lợi thế trong xét đấu thứ 3 của Ninh Bình đã không còn. Dù có thời điểm họ dẫn trước đối phương 3 điểm. Đường chuyền dành cho Bích Tuyền. Lần này thì Bích Tuyền đánh bóng rụng chắn. 7-6 dành cho Yong Bích Banh Ninh Bình. Trà My. Cú block thành công của Lê Thanh Thúy và Đinh Thị Thúy. Cặp đôi rất thân thiết ở Yong Bích Banh Ninh Bình. Khánh Vy. Cơ hội tấn công dành cho VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là Khánh Vy. Vẫn chưa có điểm cho Long An. Bích Tuyền. Cú đập quá chất lượng của Bích Tuyền và tỷ số được nâng lên 8-6 cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. Lúc này thì các khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Ninh Bình vì họ không muốn trận chung kết nữ kết thúc sớm. Đó cũng là điều dễ hiểu. Một trận đấu hấp dẫn được chờ đợi trong suốt cả ngày hôm nay. Và nếu như nó kết thúc chỉ sau 3 set thì thực sự là cũng hơi hụt hẫng. Khánh Vy vừa có một pha xử lý hay để giành lại quyền phát bóng cho Long An. Lúc này có lẽ ngoại trừ những cổ động viên của Long An thì những cổ động viên khác đều muốn Ninh Bình chí ít là cũng có một set thắng. Chúng ta đều mong một trận đấu cống hiến và hấp dẫn hơn nữa ở cặp chung kết này. Đó là pha tấn công của Bích Tuyền. Trà My. Trà My đánh bóng ra ngoài sân. Và Kim Thoa cũng đã ra dấu là bóng không chạm chắn. Thêm một điểm nữa được ghi cho Ninh Bình. Tỷ số bây giờ là 17. Bóng còn cách tay chắn của Đinh Thúy rất xa. Một cú đánh y không thành công của Trà My. Đó là pha tấn công ghi điểm của Như Anh. Như Anh ngày hôm nay thực hiện rất tốt những tình huống đánh lao. Khoảng cách giữa hai đội được thu hẹp xuống còn 2 điểm. Bây giờ là cầu phát bóng của Trà My. Cũng có những phút giây lo lắng nhất định cho các cổ động viên của Long An. Trà My đang khá tâm lý với những tình huống phát bóng của mình. Không biết đang có điều gì xảy ra với Trà My. Trà My vẫn tấn công rất tốt nhưng những tình huống phát bóng, Trà My đã chia sẻ rằng cô không có cảm giác phát bóng ở thời điểm này. Đó là trạng thái thi đấu ở từng thời điểm của các vận động viên. Và chúng ta cũng cần thông cảm cho Trà My. Ngày hôm nay thì hai đội đều mắc nhiều lỗi phát bóng. Nguyễn Thị Uyên.
bóng ngoài. Và Nguyễn Thị Huyền cũng ra dấu để ban huấn luyện không khiếu nại. Tỷ số bây giờ là 9-11. Bóng vẫn chưa chạm tay của Kim Thoa. Bích Tuyền, một cú đập rất mạnh, một pha đóng dấu đối với Phan Khánh Vy. Một vận động viên có lực tay mạnh như Bích Tuyền, nếu bóng lọt qua hàng chắn thì sẽ rất khó khăn cho những vận động viên phòng thủ ở hàng sau. Tốc độ đi của trái bóng là rất cao. Tình huống chặt bóng thành công của Bích Tuyền. Thêm một điểm nữa được ghi cho LB Bank Ninh Bình. Bích Tuyền và Chen Payan ngày hôm nay thường xuyên đối đầu với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, một người đánh ở vị trí chủ công, đánh số 4 nhiều, và một người đánh ở vị trí đối chuyền, thường thiên xuyên tấn công ở vị trí số 2 và số 1. Chen Payan, hàng sau của Khánh Vy. Ninh Bình có điểm với một tình huống chặn bóng thành công. Hai pha chặn bóng ghi điểm liên tiếp của đội bóng áo vàng. Đã có những sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Và bây giờ thì Long An gọi hội ý. Tỷ số bây giờ đang là 14-9 nghiêng về phía Ninh Bình, khoảng cách 5 điểm giữa hai đội. Không được rồi. Sau một tình huống chuyền một không thuận lợi thì Kim Thoa cũng đã không có được một đường bóng đủ tốt để Long An tổ chức tấn công. Nguyễn Uyên đã chờ sẵn bên kia lưới và thực hiện tình huống tranh chấp tốt. Kim Thoa hoàn toàn bất lợi trong đường bóng vừa rồi. Thêm một điểm nữa được ghi cho Ninh Bình. Đưa bóng cho Chen Payan. Ngoại binh người Trung Quốc cuối cùng cũng đã cắt được điểm cho Long An. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 5 điểm. 10-15. Lần đầu tiên trong trận đấu này chúng ta thấy Ninh Bình dẫn một khoảng cách xa trước Long An. Nguyễn Thị Uyên, phòng thủ tốt của Long An và cơ hội dành cho Chen Payan. Nhưng Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh cũng đã tạo nên một hàng chắn chất lượng bên kia lưới để ngăn cản ngoại binh người Trung Quốc. Bích Tuyền và Chen Payan luôn tìm thấy nhau trong những pha tấn công của đôi bên. Nếu Bích Tuyền tấn công thì Chen Payan là người chắn bóng và ngược lại. Cả hai đều là những vận động viên có chiều cao ấn tượng và sức bật tốt. Trà My cứu bóng được. Nỗ lực tuyệt vời của Trà My và các đồng đội. Nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Ninh Bình. Nguyễn Thị Uyên vẫn chưa có điểm. Tiếp tục là Nguyễn Uyên. Long An phòng thủ hay. Và sau đó là pha xử lý của Nguyễn Thị Trinh. Điểm thứ 17 được ghi cho LB Bank Ninh Bình. Một đường bóng hơi khó cho Trinh Nguyễn, thế nhưng phụ công áo số 15 vẫn xử lý được.
để tạo nên một tình huống bỏ nhỏ quá khó với hàng thủ của Long An. Được chuyền hơi thấp của Hoài My, nhưng vận động viên dày dặn kinh nghiệm như Trịnh Nguyễn biết phải làm gì trong đường bóng vừa rồi. Khoảng cách 7 điểm khá an toàn cho Bích Tuyền và các đồng đội. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Đinh Bình, lại là Nguyễn Thị Trình. Hai pha ghi điểm liên tục của phụ công đội tuyển quốc gia. Tinh thần của LP Bank Ninh Bình đang lên. Và chúng ta đang có một trận đấu rất hấp dẫn trong cặp đấu giữa Long An và Ninh Bình. Mười tám người. Và phát bóng có của Bích Tuyền và điểm A dành cho đội trưởng của Ninh Bình. 19-10. Long An đang có những vấn đề về mặt tâm lý trong set 3 này, khi mà Ninh Bình tạo ra một cách biệt lớn. Ninh Bình sau khi bị dồn vào thế chân tường khi không thể thua set 3 thì họ đang chơi rất quyết tâm ở set đấu này, và hiện đang dẫn với khoảng cách 9 điểm trước VTV Bình Điền Long An. Bích Tuyền vừa phát bóng ra ngoài. Những vận động viên có trình độ cao, những thành viên của đội tuyển quốc gia cũng có thể mắc lỗi phát bóng, đó là điều hết sức bình thường. Bởi mong muốn của họ trong những tình huống phát bóng luôn là muốn phá bước một của đối thủ, hoặc chí ít là tạo ra những đường bóng khó để khiến đối phương bất lợi trong những pha dàn xếp tấn công ngay sau đó. Bích Tuyền, bàn tấn công rất hay. Điểm thứ 20 được ghi cho Ninh Bình. Điều đó lý giải vì sao những cầu thủ tấn công có chất lượng cao như Bích Tuyền hay Trà My, hay ngay cả một ngoại binh chất lượng như Chen Payan, vẫn thường mắc lỗi phát bóng trong một trận đấu quan trọng như thế này. Chúng ta không thể trách họ được. Và tấn công của Lữ Thị Phương cũng đã bị chặn lại. 21-11, khoảng cách lên tới 10 điểm. Đây là cách biệt lớn nhất trong trận chung kết cho tới thời điểm này. Pha phối hợp đánh nhanh không thành công của Long An, và bây giờ thì họ phải sử dụng lý, phải sử dụng nốt lượt hội ý còn lại của mình trong set đấu thứ 3. Là trong thể thao thì điều gì cũng có thể xảy ra. Sau hai diễn biến của hai set đấu đầu tiên thì có lẽ ít người nghĩ rằng tới set 3 Ninh Bình lại tạo ra một thế trận chênh lệch đến vậy trước Long An. Họ đang dẫn trước tới 10 điểm. Đó là pha tấn công của Trà My. Các tay chắn của Ninh Bình đang hoạt động rất hiệu quả. Và cho tới giờ thì đoàn quân của huấn luyện Thái Thanh Tùng đã có điểm số gấp đôi so với đối thủ của họ. Tình huống bám chắn rất nhanh của Nguyễn Thị Trình. Bên phía Long An thì họ đã quyết định rút những cầu thủ đánh chính của mình ra sân, với chuyền hai Kim Thoa, phụ công Như Anh và chủ công Chen Payan, cũng như là chủ công Phan Khánh Vi nữa. Những phụ công, những cái tên từ băng ghế dự bị vào sân như phụ công Đào Thị Nhung, cầu thủ mượn từ Thành phố Hồ Chí Minh, hai cái tên là Mỹ Tiên với Đoàn Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên cũng đã có những phút ở trên sân khi mà Long An đang bị đối phương bỏ cách với một khoảng cách xa về mặt điểm số. Khánh Vi đã trở lại và tỷ số lúc này đang là 12-22. Cơ hội tấn công dành cho Long An. Hà Phượng đánh nhanh sau chưa có điểm. Trà My, cú đánh bạt chắn thành công của đối chuyền mặc áo số 1. 13-22. Long An vẫn chưa chịu bỏ cuộc và đương nhiên họ vẫn đang rất nỗ lực để thu hẹp cách biệt.
tinh thần thi đấu của các cô gái VTV Bình Định Long An là rất đáng khen ngợi. Bất kể ở hoàn cảnh nào thì họ vẫn đều chơi hết mình. Đường chuyền của Khánh Đăng cho Trà My và thêm một cú đánh mặt chắn thành công nữa của đối chuyền sinh năm 2004. Kỹ năng chuyền bóng cao tay của Khánh Đăng cũng chẳng thua kém gì các chuyền hai. Thực sự là rất thú vị với libero này. Nỗ lực bất thành của Kim Liên sau một tình huống tranh chấp trên lưới không thành của Hoài My. 15-22. Thêm những áp lực cho Ninh Bình khi Long An đang dần thu hẹp cách biệt về mặt điểm số. Và giờ thì huấn luyện viên Thái Thành Tùng đã quyết định sử dụng tới quyền time out của mình. Cầu phát bóng của Đoàn Thị Mỹ Tiên. Tỷ số đang là 15-22. Lỗi chuyền một của Ninh Bình. Cơ hội tấn công dành cho Trà My. Cú đập bóng ở vị trí số 2 của Trà My. Bóng có chạm chắn hay không? Khiếu nại ngay lập tức được đưa ra từ ban huấn luyện của Long An. Họ không khiếu nại bóng chạm tay chắn mà họ khiếu nại lỗi lưới của LP Bank Ninh Bình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem có lỗi lưới hay không. Có vẻ như lưới không rung lên. Vẫn cần những góc quay tốt hơn nữa để xác định xem tình huống chắn đôi vừa rồi của các cô gái Ninh Bình có mắc lỗi hay không. Nhiều vị trí của LP Bank Ninh Bình cũng đã thấm mệt, mặc dù họ có được quãng nghỉ dài hơn trước khi bước vào trận chung kết này so với VTV Bình Điền Long An. Một trận đấu căng thẳng và rất mất sức với các vận động viên. Lưới không rung. Tình huống chắn bóng hợp lệ của Đinh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Điểm thứ 23 dành cho LP Bank Ninh Bình. Và tấn công tốt ở vị trí số 4 của Khánh Vy. Đây là Trà My. Không được, nỗ lực phòng thủ không thành công của Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh. 16-23. Nhiều lần trong trận đấu này thì Nguyễn Thị Uyên và Bích Tuyền đã có những tình huống phòng thủ thiếu thông tin với nhau. Bích Tuyền, một pha dội bom của Bích Tuyền nhưng bóng đi ra ngoài rất xa. 17-23. Đinh Thúy, Đinh Thúy không thắng được tay chắn của Long An. Thêm một điểm nữa dành cho đoàn quân của huấn viên Thái Quang Lai. Tinh thần của Long An lại đang lên và họ đã rút ngắn được cách biệt xuống chỉ còn 5 điểm. Trước đó đã có thời điểm khoảng cách là 11 điểm
khi Ninh Bình dẫn 22-11. Bích Tuyên, Ninh Bình rất cần điểm số này. Và lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay họ có set point. Có tới 6 set point dành cho Yao Pi Banh Ninh Bình trong set đấu thứ 3. Phải là Bích Tuyền mới cắt được điểm cho Ninh Bình. Khánh Vy. Rồi dành cho Trà My. Bóng lọt chắn và đó là pha tấn công tốt của Trà My. Trà My vừa cứu một set point cho Long An. Vẫn còn tới 5 cơ hội nữa để cho Ninh Bình có được set thắng đầu tiên trong trận chung kết này. Cú phát bóng tốt của Trà My. Đây là Đinh Thị Thúy. Bóng bật chắn và điểm quyết định của set đấu thứ 3 đã được ghi. Tỷ số là 25-19 với chiến thắng dành cho Yao Pi Banh Ninh Bình. Và xin được chúc mừng tất cả các khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Các khán giả sẽ chưa phải ra về sớm vì chúng ta ít nhất sẽ có set đấu thứ 4 trong trận chung kết này. Một chút lo lắng hơn cho những cổ động viên yêu mến VTV Bình Điền Long An. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau hướng tới một trận đấu công hiến và hấp dẫn hơn nữa trong trận chung kết. Quý vị và các bạn, ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với set đấu thứ 4. Cuộc so tài giữa VTV Bình Điền Long An và Yao Pi Banh Ninh Bình. Lúc này thì Long An vẫn đang dẫn đối thủ với tỷ số 2-1. Quý khán giả thân mến, bây giờ sẽ là set đấu thứ tư của trận chung kết nội dung của nữ tại Cúp Hùng Vương năm 2024. Trận đấu của chúng ta đang trở nên hấp dẫn hơn sau khi Yao Pi Banh Ninh Bình đã có được một set thắng và rút ngắn cách biệt. Tỷ số bây giờ đang là 2-1 nghiêng về phía VTV Bình Điền Long An. Ở set đấu thứ tư này thì Ninh Bình là những người phát bóng trước, họ thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của chúng ta. Điều chuyển sau đầu cho Như Anh. Một cú đánh bay sau ghi điểm của Phụng Công mặc áo số 10. Ngày hôm nay thì Như Anh là một trong những phụ công có được số điểm cao nhất trên sân. Điểm số được mở cho các cô gái VTV Bình Điền Long An trong set đấu thứ tư. Lỗi bước một của Đinh Thị Thúy. 2-0 dành cho VTV Bình Điền Long An.
Nếu thắng xét này, Long An sẽ có được chức vô địch lần thứ 6 ở Cúp Hùng Vương năm 2024. Trong khi LP Bank Ninh Bình nếu thắng ở xét đấu này thì chúng ta sẽ có xét 5 để định đoạt ngôi hậu ở Cúp Hùng Vương năm nay. Và phối hợp đánh nhanh chưa có điểm cho Ninh Bình. Và sau đó Chen Payan đã tận dụng cơ hội vừa rồi để giúp cho Long An dẫn trước với tỷ số 3-0. Chen Payan đánh bóng rất kỹ thuật, không cần dùng quá nhiều lực nhưng đủ sự tinh tế. Một pha đánh bóng lách chắn rất hay của ngoại binh người Trung Quốc. Nguyễn Thị Huyền, Long An chặt bóng tốt và họ ghi 4 điểm liên tiếp trong trận đấu này. Một sự khởi đầu không thể tốt hơn cho VTV Bình Điền Long An sau một trận đấu mà họ đã bị đối phương bỏ cách khá xa. Mặc dù rất nỗ lực ở thời điểm cuối set 3 nhưng Long An cũng chỉ có được điểm thứ 19. Trận đấu thứ tư này thì họ gần như là đã lấy lại được tinh thần và liên tục ghi điểm. Ngay lập tức thì Ninh Bình phải xin hội ý. Thời điểm này thì đội bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang không có được sự phục vụ của Warisawa. Ngoại binh người Thái Lan đang bị căng cơ và chưa thể trở lại thi đấu. Đinh Thúy là người đang được xếp chơi thay. Chen Payan, thêm một pha ghi điểm nữa của chủ công mặc áo số 5. Chúng tôi chưa có được con số thống kê chính xác về số điểm mà Chen Payan ghi được cho tới thời điểm này. Con số đó chắc chắn là trên 20 điểm. Ở thời điểm này thì số điểm mà Chen Payan ghi được có lẽ cũng đã sấp xỉ gần 30 điểm rồi. Ở trận bán kết thì cô ghi được tới 36 điểm sau 4 set đấu ở cuộc so tài với Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Lỗi chuyền một của libero Kim Liên. Sáu không dành cho VTV Bình Điền Long An. Sau một set thắng thì Ninh Bình lại đang để tuột mất thế trận. Vẫn đang là cầu phát bóng của Như Anh. Đáng tiếc cho Long An khi Như Anh phát bóng ra ngoài. Ninh Bình có được điểm đầu tiên trong set đấu thứ tư sau lỗi phát bóng của đối phương. Cú đánh hai chuyền chưa có điểm của Kim Thoa. Đây là Bích Tuyền. Không thể ngăn cản được Bích Tuyền. Mặc dù vừa rồi Lữ Thị Phương đã rất cố gắng bám chắn cùng với Chen Payan. Cú đập rất mạnh của đối chuyền mặc áo số 10. Điểm thứ hai cho Ninh Bình trong set đấu này. Bích Tuyền cho tới thời điểm này cũng đã ghi được hơn 20 điểm. Chen Payan chắn bóng thành công. Cách biệt tiếp tục được thu hẹp. 3 điểm liên tiếp cho LP Bank Ninh Bình. Người đã có điểm block ở pha bóng vừa rồi là phụ công Nguyễn Thị Trinh. Đường chuyền cho Chen Payan. Lần này thì lực đập của Chen Payan mạnh hơn. Bóng chạm tay chắn của Bích Tuyền và đi ra ngoài. 7-3 cho VTV Bình Điền Long An. Một lần nữa thì ngoại binh của họ lại là người cắt điểm. Kim
Kim Thoa phát bóng rút lưới. Sau giải đấu lần này thì chắc chắn là huấn luyện viên Thái Quang Lai sẽ phải rèn lại kỹ năng phát bóng cho các vận động viên của mình để hướng tới việc chinh phục chiếc cúp trên sân nhà ở giải đấu diễn ra vào thời điểm tháng 5 tới đây. Điểm dành cho Yavi Bank Ninh Bình. Tỷ số bây giờ đang là 7-5. Trà My pha đập bóng rất tốt ở vị trí số 4 của đội chuyền Trà My. 8-5 cho VTV Bình Điền Long An. Một đường chuyền rất dài ra biên 4 cho Trà My. Và đối chuyền của Long An đã có một pha tấn công chất lượng. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Chen Payan. Đường chuyền cho Bích Tuyền. Pha tấn công đưa bóng ra ngoài sân. Tỷ số bây giờ là 9-5 dành cho VTV Bình Điền Long An. Hoài Bình ở Trung Quốc phát bóng ra ngoài. Chen Payan thì nghĩ rằng bóng trong sân và khiếu nại đã được đưa ra. Đương nhiên đó sẽ là khiếu nại bóng trong ngoài. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Khá nhạy cảm. Có cảm giác ở góc quay vừa rồi thì bóng rơi trên vạch. Nhưng vẫn cần một góc quay tốt hơn nữa. Khiếu nại đưa ra từ phía ban huấn luyện của Long An là có cơ sở. Nhưng ở góc máy này thì đó là một đường bóng ngoài. Khiếu nại không thành công của VTV Bình Điền Long An. Họ chỉ còn lại một lượt khiếu nại sai cho xếp đấu thứ tư. Ranh giới giữa trong và ngoài rất mong manh ở đường bóng vừa rồi. Khánh Vy. Đinh Thị Thúy. Và tấn công tốt ở vị trí số 4 của Đinh Thúy và đã có điểm cho Yavi Bank Ninh Bình. Bất chấp những nỗ lực cứu bóng của Trà My và các đồng đội. Theo thông tin chúng tôi có được lúc này thì Warisara đang phải chườm đá và vẫn chưa thể thi đấu. Ngoại binh người Thái Lan đang bị căng cơ. Đinh Thúy ở trên sân lúc này cũng đang có những đóng góp rất tích cực cho Yavi Bank Ninh Bình. Nhưng Warisara thì sẽ là một mũi công lợi hại hơn nữa với đội bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Nhưng có sao thì dùng đấy thôi. Ở thời điểm hiện tại hai đội bóng đều có những bất lợi về mặt lực lượng. Bích Tuyền. Và tấn công ghi điểm của Bích Tuyền. Và cách biệt tiếp tục được thu hẹp. Tỷ số bây giờ là 8-9, khoảng cách đường chỉ còn là một điểm giữa hai đội thôi. Một trận chung kết hấp dẫn thực sự. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội bóng sau một màn so tài ở trận chung kết Cúp Hoa Lư Bình Điền hồi đầu năm. Lần này thì Long An đã tạo ra nhiều khó khăn hơn rất nhiều cho Bích Tuyền và các đồng đội. Nguyễn Thị Uyên là người phát bóng.
Pha xử lý của Khánh Vy, nhưng Ninh Bình vẫn cứu được bóng. Tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công dành cho Long An. Khánh Vy! Cú đánh chéo gắt rất tốt của Phan Khánh Vy. Phan Khánh Vy đang ngày càng trưởng thành hơn và trở thành một trong những chủ công có hiệu suất ghi điểm rất ấn tượng bên phía VTV Bình Điền Long An. Ở trận bán kết vừa qua gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì Khánh Vy cũng đã ghi được 16 điểm bằng số điểm của Trà My và nằm trong top 2 những vận động viên ghi điểm nhiều nhất ở trận bán kết đó, chỉ xếp sau Chen Payan. Bích Tuyền không thể ngăn cản được Bích Tuyền với cú cắt ở tầm cao như vừa rồi. Khoảng cách lại là một điểm giữa hai đội. Một trận đấu hấp dẫn và kịch tính thực sự giữa Yang Ping Bang Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Trà My nỗ lực phòng thủ không thành công của Nguyễn Thị Nguyên, nhưng Trà My đã có một pha tấn công rất tốt. Tỷ số là 11-9. Long An đang có lợi thế dẫn trước 2 điểm. Cú đánh lọt chắn của Trà My. Lê Thúy và Đinh Thúy đã có tình huống chắn đôi chưa thực sự kín. Trà My tấn công đúng vào khoảng trống giữa hai tay chắn này. Cú đánh với độ chính xác rất cao. Đây là Đinh Thị Thúy. Khánh Vy được truyền cho Đinh Thị Thúy. Khánh đang phòng thủ dễ dàng và lại là Khánh Vy vẫn chưa có điểm. Tiếp tục là pha tấn công của Khánh Vy, một đường bóng bền giữa hai đội. Pha phối hợp không thành công giữa Minh Thư và Nguyễn Thị Uyên. Bên phía Ninh Bình họ đã thay vị trí truyền hai. Hoài My ra cho nghỉ để nhường lại vị trí cho Minh Thư. Cuối cùng thì điểm số đã được ghi. Trọng tài xác định bóng đã chạm sân. Các cô gái Long An thì cho rằng đó là tình huống cứu bóng thành công của họ. Bóng chạm tay chứ chưa chạm mặt sân. Đó là nỗ lực cứu bóng của Khánh Đang. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Bóng đã chạm tay của Khánh Đang rồi. Khiếu nại của các cô gái VTV Bình Điền Long An là có cơ sở. Nhưng quyết định của trọng tài số 1 Phạm Thái Hòa đã được đưa ra. Đó là điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. Tỷ số là 10-11. Một pha bóng nhạy cảm. Lối bước một của Khánh Vy và tỷ số được săn bằng 11-0. Tư thế dẫn trước 6-0 thì bây giờ đoàn quân một viên Thái Quang Lai đã bị đối phương săn bằng cách biệt. Xét đấu thứ tư chắc chắn cũng sẽ rất hấp dẫn. Minh Thư có một pha phát bóng ra ngoài quá xa. Chuyền hai Tôn Thị Minh Thư là chuyền hai sinh năm 2003. Trong khi chuyền hai chính của Ninh Bình, Hoài My sinh năm 1995. Minh Thư vẫn là một chuyền hai còn trẻ tuổi, năm nay cô mới 21 tuổi thôi. Pha phối hợp đánh chiến thuật chưa có điểm cho Ninh Bình. Đó là pha tấn công của Lê Thanh Thúy và sau đó thì Bích Tuyền dễ dàng chớp được thời cơ vừa rồi. Đó là lợi thế về mặt chiều cao của Bích Tuyền. Thế nhưng ở pha bóng này thì trọng tài đã bắt lỗi của đối chuyền bên phía LP Bank Ninh Bình. Điểm thứ 13 được ghi cho VTV Bình Điền Long An. Bích Tuyền, một pha tấn công rất uy lực ở vị trí số 4. 12-13,
Xem những cú đập của Bích Tuyền thực sự là rất đã mắt. Trái bóng đi rất nhanh với lực căng. Và thật khó cho những cầu thủ phòng thủ ở hàng sau. Khoảng cách lại là một điểm. Chen Peiyan. Cơ hội săn bằng cách biệt cho Ninh Bình, Nguyễn Thị Uyên. Bóng bạt chắn và tỷ số là 13 đều. Chen Peiyan cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng bóng sau khi chạm tay chắn thì đi rất xoáy và văng ra ngoài sân. Bóng đã chạm tay của phụ công Như Anh. Cầu phát bóng là của Đinh Thúy. Đường chuyền cho Chen Peiyan. Trọng tài xác định bóng ngoài. Một tình huống tấn công bóng chạm mép lưới của ngoại binh người Trung Quốc. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Như vậy là bóng chạm cột đăng ten. Và đương nhiên đó là một pha tấn công được tính là một đường bóng ngoài. Bây giờ thì LP Bank Ninh Bình lại là đội bóng vượt lên 14-13. Có lẽ đã có lỗi của Minh Thư trong nỗ lực cứu bóng vừa rồi. Tỷ số được săn bằng 14 đều. Cầu phát bóng của Lê Như Anh. Nguyễn Thị Uyên. Libero Thanh Diệu không kịp cứu bóng. Sau pha tấn công thì Nguyễn Thị Uyên đã chưa kịp gượng dậy. Mười lăm mười bốn cho VTV Bình Điền Long An. Như Anh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Bích Tuyền chắn bóng tốt. Ba tay chắn đã được dựng lên với Lữ Thị Phương, Kim Thoa và Chen Peiyan. Quá khó cho Bích Tuyền với tình huống tấn công này. Điểm block thuộc về phụ công Lữ Thị Phương. Cơ hội tấn công dành cho Long An. Chen Peiyan. Một cú đánh tốt của ngoại binh người Trung Quốc. Điểm số liên tiếp được ghi cho VTV Bình Điền Long An. Đã tới lúc ban huấn luyện của Ninh Bình phải gọi hội ý. Họ đang bị đối phương bỏ cách với khoảng cách 3 điểm. Mặc dù Đúc cũng đã có thời điểm dẫn trước trong set đấu thứ tư này. Chen Peiyan đang có nhiều cơ hội để vượt qua số điểm mà cô đã ghi được trong trận bán kết. Một ngày thi đấu tốt của ngoại binh người Trung Quốc. Như Anh, phụ công sinh năm 2005 vẫn đang giữ được cầu phát bóng. Bích Tuyền. Bích Tuyền là người cắt điểm cho Ninh Bình. Vẫn phải là Bích Tuyền. Mười lăm mười bảy. Tỷ
Tình huống phát bóng ra ngoài của Lê Thanh Thúy. Đây là thời điểm mà đội bóng nào mất điểm với những cú phát bóng đều sẽ rất tiếc nuối. Thời điểm rất quan trọng ở trận đấu này, trận chung kết của Cúp Vương năm 2024. Bích Tuyền, trọng tài xác định đó là điểm dành cho Long An. Một đường bóng ngoài, nỗ lực sửa bóng không thành công của Bích Tuyền. Bóng đã đi ngoài cột anten. Bên phía Ninh Bình họ có sự trở lại của chuyền hai Hoài My và Minh Nhâm, là xin lỗi quý vị, Minh Thư là người rời sân. Trà My, rồi ghi điểm dành cho Nguyễn Thị Uyên. Khánh Đang vẫn phòng thủ được. Trà My, Trà My tấn công tốt ở vị trí số 2. Điểm thứ 20 dành cho VTV Bình Điền Long An. Long An đang có một đối chuyền quá chất lượng ở độ tuổi 20. Tập thể Long An là một tập thể trẻ với những vận động viên 19-20 tuổi. Trà My sinh năm 2004, Như Anh sinh năm 2005, Khánh Vi và Lữ Thị Phương thì sinh năm 2002. Bích Tuyền không được rồi. Bóng đã rơi vào gần khu vực ban huấn luyện của Long An và Trà My không cứu được đường bóng vừa rồi. Khi không có được một tư thế tốt để thực hiện đường chuyền bóng thấp tay. Mười sáu hai mươi, cầu phát bóng của Bích Tuyền. Bích Tuyền phát bóng ngoài, lỗi phát bóng liên tục ở những thời điểm rất quan trọng đối với LP Bank Ninh Bình. Lê Thanh Thúy và Bích Tuyền đều đã để mất những điểm số ở thời điểm mà LP Bank Ninh Bình đang bị đối phương dẫn trước trong trận đấu quyết định của họ. Chet Mayan lại được rút ra cho nghỉ để tận dụng cầu phát bóng này của Đoàn Thị Mỹ Tiên. Hai trận chung kết liên tiếp ở Cúp Hùng Vương và Ninh Bình vẫn đang đứng trước thử thách rất lớn để có thể có được danh hiệu đầu tiên ở giải đấu này. Bích Tuyền, thêm một tình huống tấn công không thành công nữa của đối chuyền mang áo số 10. 22-16, khoảng cách 6 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Họ đang đến gần hơn với chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là pha tấn công của Nguyễn Thị Trinh. Lữ Thị Phương quyết định mạo hiểm với một pha đẩy bóng về phía cuối sân, nhưng bóng đã đi ra ngoài. 17-22. Gương mặt rất đăm chiêu của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Điểm dành cho Long An. Có vẻ như đã có lỗi lưới của các cô gái Ninh Bình. 23-17, Long An chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc có 2 điểm nữa thôi. Các cô gái Long An đang tỏ ra rất phấn khích. Họ đến rất gần với chiếc cúp vô địch lần thứ 6 ở Cúp Hùng Vương rồi. Còn chiếc cúp này thì vẫn đang dần rời xa tầm tay của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và các học trò. Lỗi chuyền một. Đội tấn công dành cho Long An. Đó là pha xử lý hay của Phan Khánh Phi. 24-17 và có tới 7 match point cho VTV Bình Điền Long An. Cái lắc đầu của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cũng đã cho chúng ta thấy rằng Ninh Bình đang rơi vào tình cảnh như thế nào trong trận chung kết ngày hôm nay. Trận đấu họ hướng tới danh hiệu đầu tiên ở Cúp Hùng Vương. Nhưng giờ đây chiếc cúp này có lẽ Ninh Bình vẫn chưa thể chinh phục được.
trong năm 2024 này. Cầu phát bóng của Lữ Thị Phương. Bích Tuyền. Cơ hội cho Trà My. Long An vô địch. Và đó là chiếc cúp thứ 6 trong lịch sử của VTV Bình Điền Long An tại Cúp Hùng Vương. Một màn trình diễn quá tuyệt vời của thầy trò viên Thái Quang Lai trong một trận chung kết mà trước khi nó diễn ra, nhiều người nhận định rằng Long An sẽ gặp rất nhiều thử thách. Họ có một lực lượng quá mỏng và nhiều vị trí không có được thể lực tốt nhất trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng Long An đã vượt qua tất cả để có được chiếc cúp vô địch tại Cúp Vương năm 2024. Xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai với danh hiệu này. Và đây sẽ là một cú hích tuyệt vời để họ hướng tới những trận đấu tại Cúp VTV Bình Điền sắp tới, nơi mà họ có lợi thế sân nhà. Chiếc vô địch lần thứ 6 ở Cúp Vương dành cho VTV Bình Điền Long An. Và LP Bank Ninh Bình vẫn phải chờ đợi những mùa giải tiếp theo để sở hữu danh hiệu còn thiếu này. Nhà đương kim vô địch ở sân chơi vô địch quốc gia đã không thể có cú đúp chiến thắng trong hai trận chung kết liên tiếp chạm trán với Long An. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới những cổ động viên của VTV Bình Điền Long An. Long An đã vượt qua LP Bank Ninh Bình sau 4 xét đấu với tỷ số chung cuộc là 3-1. Tỷ số các xét lần lượt là 25-23, 25-21, 19-25. Và xét đấu cuối cùng khép lại bằng chiến thắng 25-17 dành cho VTV Bình Điền Long An.